thể nói thì Apple Watch Ultra đang là một chiếc đồng hồ đắt nhất hiện tại của Apple với một mức giá lên đến gần 20 triệu. Vậy thì chính xác Apple Watch Ultra đã làm được những gì mà lại có một mức giá cao như vậy? Được làm bằng chất liệu titanium, chịu lực tốt và dễ lau chùi. Đi kèm với đó là màn hình 49mm được làm từ kính sapphire, chịu được nhiệt độ, độ ẩm và khả năng chống sốc rất tốt. Sở hữu màn hình có kích thước khủng là 1.92 inch cùng với tấm nền OLED và với độ phân giải là 410x502 pixel và độ sáng 2000 nit cùng với độ tương phản cao và khả năng hiển thị bất chấp mọi điều kiện ánh sáng. Còn về phần mặt lưng thì được làm từ nhôm ceramic, không lo bị dị ứng về da và được trang bị tính năng định vị đa vệ tinh cùng với GPS băng tần kép và khả năng chống nước lên tới 10 ATM cùng với thước đo độ sâu và cảm biến nhiệt độ nước. Tính năng còn báo động trên đồng hồ sẽ phát ra âm thanh khá to lên đến gần 90 decibel, có thể nghe thấy được ở khoảng cách xa tới 600 feet. Và cuối cùng, Apple Watch Ultra được trang bị viên pin với thời lượng sử dụng lên đến 36 giờ và nút hành động màu cam vô cùng bắt mắt, được lập trình để chỉ định một chức năng theo ý thích của người dùng. Vậy thì chi một khoản tiền lớn như vậy để sở hữu một chiếc đồng hồ thì có xứng đáng hay không? Hãy để lại cho mình một like và một tương tác nhé.